nhưng là lúc này con đang khó chịu. Mẹ hãy kiểm tra xem con có nóng hoặc là lạnh quá hay không. Bồn thế của con có đang thoải mái hay không? Hay là bỉm con đang ướt cần phải thay rồi? Mẹ hãy kiểm tra xem bụng dưới của con có khó chịu hay không nhá. Mẹ hãy bế con lên hoặc là xoa bụng nhẹ nhàng cho con cảm thấy dễ chịu hơn. Thương là lúc này con đang bị đầy hơi. Mẹ hãy bế con lên và vỗ ơ hơi cho con nhá. Bé bị đầy hơi khó chịu hãy làm ngay phương pháp này cho con các mẹ nhé. Hiệu quả thật tuyệt vời. Chỉ cần đun sôi một ít nước. Nguyên liệu rất đơn giản. Nó có vị ngon mà không cần thêm đường. Sữa táo và trà là đỏ với một chút muối. Làm sạch lại. Gọt vỏ cà rốt và cắt thành miếng nhỏ. Trần một ít cà rốt. 30g là đủ. Loại bỏ lõi khỏi trà là đỏ. Gọt vỏ táo và cắt thành miếng nhỏ. Chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu. Đổ tất cả vào nồi. Thêm một chút nước suối. Đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút. Chỉ cần nấu cho đến khi nó đổi màu. Thỉnh thoảng hãy làm một nồi này vào mùa đông. Cho cả gia đình cơ thể tốt hơn. Món ăn này phù hợp cho bé trên 6 tháng tuổi. Chúc các mẹ thành công.